Hello, xin chào anh em. Canva vừa tung ra hàng loạt các tính năng AI cực kỳ mới, đó là Magic Studio. Trong đó rất nhiều là công cụ AI cực kỳ là tân tiến. Giờ đây Canva hoàn toàn có thể thiết kế cho anh em một cách tự động, tạo ra video cũng như biên tập video chỉ cần trong tích tắc bình thường. Đồng thời sẽ tạo các hiệu ứng động AI cho các bản trình chiếu, tạo hình ảnh AI này, chỉnh sửa hình ảnh AI một cách thông minh nhất và nhiều cái tính năng đỉnh cao khác. Video này mình sẽ chia sẻ với anh em 7 cái tính năng đỉnh nhất và mới nhất của Canva. Anh em hãy sử dụng cái giao diện Canva bằng tiếng Anh và sử dụng bản Pro thì mới sử dụng hết được các cái tính năng này. Và nhớ là hãy xem theo dõi kỹ và xem đến cuối video để cùng khám phá các công cụ đỉnh cao này. Phần 1, công cụ Magic Mania trong Canva. Cái công cụ này để chuyển đổi cái văn bản sang video trong nháy mắt. Thì để bắt đầu, ta cũng vào trang chủ của Canva và dây chuột xuống. Anh em để ý cái phần Try out newest feature, tức là phần công cụ mới của Canva, ta chọn vào Magic Media, bấm vào Try Magic Media. Ta bấm vào tab Video New. Ở khung bên trái này thì ta cần phải mô tả cái video ở đây. Ta có thể tham khảo các cái biểu mẫu mặc định của Canva. Ta có thể nhập cú pháp vào đây. Thì mình đã chuẩn bị cái nội dung để nhập vào. Anh em để ý. Đấy, nội dung là tập bơi, quay phim cận cảnh, ánh sáng tự nhiên. Đấy. Sau đó ta bấm vào nút Generate video và tạo video thứ nhất. Chúng ta đợi Canva một lát để Canva tạo video. Ok, video đầu tiên Canva đã được xử lý xong. Tuyệt vời. Chúng ta kéo xuống timeline. Ok, như vậy bây giờ ta có thể xem được kết quả cái video, đoạn video đầu tiên. Tiếp theo ta lại bấm vào nút Generate một lần nữa để tạo một đoạn video thứ hai và sẽ tiếp tục tạo cho ta các đoạn clip tiếp theo. Chúng ta đợi một chút. Ok, như vậy Canva đã xong video thứ hai cho chúng ta. Ta cũng kéo xuống timeline. Như thế quá nhanh phải không các bạn? Sau giờ sang phần 2, mình giới thiệu cái công cụ Magic Design for Video của Canva. Cái công cụ này Canva sẽ thực hiện việc biên tập video cách tự động, và nó biên tập từ các cái file hình ảnh video mà chúng ta cung cấp cho Canva. Vì vậy ta cần nhập và cả nhập cái phần hướng dẫn để biên tập video cho Canva. Canva sẽ yêu cầu chúng ta nhập là ít nhất là 3 file. Để bắt đầu chúng ta cũng từ trang chủ của Canva, chúng ta tìm đến mục Try our newest feature, tức là các cái tính năng mới nhất của Canva. Chúng ta chọn vào mục Magic Design for Video. Chúng ta ấn nút Try Magic Design. Ở đây là video và hình ảnh mình đã tải lên Canva. Trong với máy anh em chưa có thì anh em cần phải chuẩn bị và tải lên. Ví dụ mình muốn tạo clip truyền cảm hứng chơi bóng bàn
ở đây thì mình sẽ chọn ba ảnh này, một đoạn clip này, và các bạn cũng yêu cầu chúng ta ít nhất là ba file là được. Phần này thì anh em cũng phải sử dụng cái ngôn ngữ là tiếng Anh. Sau đó ta bấm vào nút Generate để Canva tạo video cho chúng ta một cách nhanh chóng. Ok, như vậy Canva đã làm xong. Thật tuyệt vời không anh em? Và bây giờ anh em xem cái thành quả Canva vừa tạo ra. Bây giờ anh em muốn xuất video thì anh em việc bấm nút share này là ok. Phần 3 sử dụng cái công cụ Magic Design của Canva. Thì Canva sẽ tự động, cái công cụ này Canva sẽ tự động thiết kế cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhập vào cái dòng mô tả chúng ta mong muốn, từ với màu sắc rồi các hình ảnh thì Canva sẽ thực hiện một cách tự động đấy. Và ta tương tự ta cũng vào từ trang chủ Canva đến mục Magic Studio, chúng ta vào Magic Design, ấn vào Try Magic Design. Canva nhắc nhở chúng nhắc nhở ta là cần nhập vào năm cái mô tả, năm từ mô tả và phần mô tả. Mình đã chuẩn bị phần mô tả. Mình muốn thiết kế một cái trang bìa cho Facebook để tiệm bánh pizza. Và chúng ta cũng thể chọn một vài ảnh để cung cấp cho Canva sáng tạo. Đấy, đang có thể chọn ảnh đây. Ví dụ ta chọn ảnh này, ta bấm mở. Ok, sau vài giây Canva đã đưa cho ta một vài bản thiết kế. Đấy. Như vậy là Canva đã tạo cho chúng ta một bản thiết kế theo cái hình ảnh và các bản mô tả chúng ta đưa ra. Công việc còn lại là chúng ta lựa chọn cái mẫu nào ưng ý nhất để đem ra chỉnh sửa. Công cụ này thực ra còn đang phát triển, cho nên anh em cần phải sử dụng bằng tiếng Anh. Còn cái phần tiếng Việt của nó thì ai nó cũng chưa hiểu hết, chưa hiểu ra vấn đề. Như vậy mình đã giới thiệu cho anh em công cụ thứ ba. Sang phần thứ tư là công cụ Magic Presentation. Thế phần này thì Canva sẽ tự động thiết kế cái slide trình chiếu cho anh em. Thì chúng ta chỉ cần nhập cái phần mô tả mong muốn của chúng ta, và chúng ta cũng phải sử dụng cái phần mô tả này bằng tiếng Anh. Mình cũng đã thử bản tiếng Việt nhưng mà Canva công cụ này nó không hiểu. Ta cũng bắt đầu từ cái trang chủ của Canva. Đầu anh em vào phần Magic Studio, sau đó vào phần Magic Studio Design, bấm vào nút Studio ra, và chúng ta nhập cái phần mô tả vào phần ô tìm kiếm. Ngôn ngữ nhập cũng bằng tiếng Việt. Ví dụ ta bảng tạo bảng trình chiếu về giảng dạy cái môn vật lý lớp 11. Khi ta nhập xong ta ấn Enter và chờ Canva thực hiện. Trường hợp anh em muốn sử dụng hình ảnh của mình thì sẽ bấm vào đây để chọn bấm vào Media để chọn file. Kết quả ta Canva đã cho chúng ta ở trên đây, và Canva đề xuất cho chúng ta cái danh sách mẫu thiết kế vừa tạo. Ta xem cái mẫu nào ưng ý thì chúng ta sẽ lấy ra, ấn vào nút Apply All 7 7 page, tức là có 7 trang chúng ta sẽ áp dụng hết. Bây giờ việc còn lại là anh em sẽ xem chi tiết và chỉnh sửa lại cái nội dung theo yêu cầu. Sau phần 5 là sử dụng cái công cụ Magic Animate, tức là công cụ này sẽ biến cái slide trình chiếu dạng tĩnh như slide trước chúng ta đã tạo ra, và sẽ tự động lựa chọn các cái hiệu ứng động cho cái toàn bộ slide này. Thì để làm việc này trước tiên em phải chọn chọn bản trình chiếu. Anh em xem lại, đây là bản trình chiếu slide tĩnh. Bây giờ mình sẽ yêu cầu Canva
bổ sung các cái hiệu ứng trình chiếu cho toàn bộ slide này. Thì ta cách chọn vào slide, chọn vào cái trang đầu tiên và ấn Ctrl A để chọn tất cả các trang. Sau đó anh em bấm vào cái nút Animate và bấm vào Magic Animate. Ok, bây giờ đang chạy trình chiếu để xem thay đổi như thế nào. Ok, anh em nhìn thấy bản slide đã được thêm các cái hiệu ứng động mà rất là chuyên nghiệp, rất nhanh. Ok, như vậy mình đã kết thúc cái phần sử dụng công cụ AI này và sang phần thứ sáu là sử dụng công cụ về Magic Switch, tức là cái công tắc thần kỳ. Tính năng này của Canva sẽ có mục đích để chuyển đổi các cái định dạng khác nhau, ví dụ từ cho dùng cho các nền tảng khác nhau hoặc là chuyển đổi ngôn ngữ. Ok, trước tiên ta cũng chọn slide. Chúng ta bấm vào Magic Switch. Đấy, công cụ này có thể chuyển sang dạng file doc này, chuyển đổi kích thước này, đấy. Hay là chuyển sang các cái lĩnh vực khác như mạng xã hội. Đấy. Ở đây mình dùng chuyển sang YouTube đã. Mình muốn chuyển từ file trình chiếu sang YouTube. Bây giờ mình thử chuyển sang YouTube với Introduce, tức là một đoạn video giới thiệu cái bản trình chiếu này. Thì ta bấm vào nút Continue và đợi kết quả Canva là sẽ xử lý cho ông ta. Canva hỏi chúng ta có hai lựa chọn. Thứ nhất là copy và điều chỉnh. Đấy. Hay là chúng ta sửa ngay tại cái bản mẫu này. Thì mình sẽ chọn vào bản, chọn vào lựa chọn copy và điều chỉnh thôi. Ấn vào nút này. Ok, Canva đã chuyển đổi cái file trình chiếu thành định dạng video YouTube cho chúng ta. Đây, kết quả. Anh em có thể xem qua. Kết quả ưng ý rồi thì anh em có thể xuất cái video này, bấm vào nút nút share trên màn hình. Ok, tiếp theo bây giờ mình muốn chuyển đổi ngôn ngữ, ví dụ sang tiếng Việt chẳng hạn, thì ta cũng chọn và bấm vào Magic Switch, chọn ngôn ngữ dịch sang, chọn Translate và chọn ngôn ngữ dịch sang. Nếu không tạo slide mới thì chúng ta tích luôn vào đây. Ta bấm nút trên select. Như vậy, bản trình chiếu chúng ta đã được chuyển đổi ngôn ngữ khá nhanh chóng. Sau đó chúng ta sẽ còn việc là kiểm tra và sửa chính tả. Sang phần 7, mình giới thiệu là công cụ Magic Morph. Đây là cái công cụ cũng dùng việc là mô tả bằng văn bản này. Rồi sau đó thì Canva sẽ biến đổi các cái hình họa, các cái dạng đồ họa, hình ảnh thành một cái ảnh rất là sinh động. Bắt đầu thì ta cũng vào trang chủ của Canva, cũng di chuyển xuống cái phần các công cụ mới của Canva. Sau đó chúng ta đến cái mục Magic Morph. Ta chọn là mục Magic Morph và tiếp tục ấn vào nút Try Magic Morph. Canva đã mở cho ông ta cái trang mặc định. Ta sẽ tạo cái trang mới để chúng ta thử cái tính năng này.
ta tìm một cái đối tượng đồ họa trong cái thư viện của Canva, ta tìm cái đàn piano chẳng hạn, ta chọn vào cái phần đối tượng dạng graphic nhé, ta chọn cái đàn kéo vào đây, ví dụ cái đàn này. Tiếp theo là ta sẽ biến đổi text sang cái dạng chữ nghệ thuật, chữ 3D đẹp. Thì để làm việc này thì trước tiên anh em cần phải chọn cái đối tượng cần chuyển đổi. Sau đó chúng ta tìm đến các công công cụ của Magic Form ở bên cửa sổ bên trái, hoặc tìm trong cái mục app, tức là cái mục các cái ứng dụng của trong Canva. Sau đó ta nhập vào phần mô tả cửa sổ đây. Sau đó ấn nút Magic Morph và đợi Canva xử lý công việc cho chúng ta. Chúng ta chờ vài giây. Ok, như vậy Canva đã xử lý xong. Muốn lấy thì chúng ta sẽ nhấp nút vào về đàn và kéo vào cái trang của mình. Tiếp theo là chúng ta sẽ biến đổi phần text sang 3D. Chúng ta chọn text. Sau đó chúng ta cũng nhập mô tả ở đây. Hoặc là chúng ta cũng thể là lựa chọn một số cái mẫu mặc định của Canva đã thiết kế cho chúng ta. Ta chọn mẫu này để cho nhanh. Đây, chọn mẫu này. Ta cũng ấn vào nút Magic Morph và chờ các bạn xử lý. Ok, bây giờ các bạn đã đưa cho ta một số lựa chọn. Chúng ta thấy cái mẫu nào ưng ý thì chúng ta sẽ kéo vào trang của mình. Như vậy đến đây chúng ta đã xong phần công cụ Magic Morph. Như vậy mình đã giới thiệu với anh em nhanh 7 công cụ mới nhất, đỉnh nhất của Canva hiện nay đang phát triển. Anh em có thể xem và sử dụng trải nghiệm và áp dụng các công cụ AI vào trong việc để giảm bớt công việc anh em phải làm thủ công, và nó sẽ làm cho hiệu quả công việc chúng ta tăng lên. Tuy nhiên thì một số cái công cụ hiện nay chủ yếu vẫn chỉ sử dụng bằng tiếng Anh, chưa hiểu tiếng Việt, và công cụ đang cái giai đoạn phát triển, có những công cụ đang phát triển thì anh em cần phải sử dụng bản Pro là một. Thứ hai là một số kỹ năng của công cụ cũng có bị trục trặc thì anh em có thể lưu ý. Thế đây thì mình cũng xin dừng video ở đây. Thì cảm ơn anh em đã xem video này, mình thực hiện khá là gấp và chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, thì mong rằng các anh em sẽ góp ý comment. Anh em nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông để ủng hộ, khích lệ cho mình tiếp tục ra các video sau hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. Anh em nhớ share kênh của mình cho anh em khác.